Chào các bạn đã đến với kênh Phố Bò Xà Cà Ly. Hôm nay là mình đi đến cái cuối mũi Cà Mau đây. Đây là phần cuối ha. Bây giờ mình đang đi vô phía trong của mũi Cà Mau ha. Mình mới vừa đi vô một đoạn đường thì mình thấy ở đây thì hai bên đường làm một cái khu du lịch cũng là rất là sạch đẹp ha. Các bạn coi trên cái đường họ thiết kế thì cũng được, nhưng mà mình thấy cái này mình cũng đã ghé bên Hàn Quốc rồi, mình thấy ngay chỗ đây nó giống như ngay chỗ mà cái chỗ mà mấy người Hàn Quốc người ta hay đóng phim á. Mình cũng thấy cái cảnh này rồi ha. Các bạn coi đó, đây là cuối mũi nè, cuối mũi Cà Mau này, cho nên các bạn thấy biển hướng kia là biển ha. Khi mà mình đi tới đây mình chưa có tưởng tượng ra nó như thế nào, nhưng mà bắt đầu mình bước vô đây thì mình thấy cái kiến trúc mà để xây cái này thì cũng mấy cái dòng, cái cầu dòng, mấy cái cầu dòng đó các bạn thấy đó, nó với cái kiểu xây nhà thì giống như là cũng của Hàn Quốc chế tạo. Tại mình đã có ghé Hàn Quốc ngay chỗ mà nó hay đóng phim thì mình cũng thấy có những cái cảnh gần gần giống vậy thôi chứ cũng không giống. Đây là cái cầu mà đi qua phía bên kia ha, mà trời nắng lắm các bạn ơi. Các bạn có biết tại sao mình đặt cái này là đến mũi Cà Mau với bàn chân sắt không? Các bạn thấy có ông Dưỡng của mình á, là ông Dưỡng này là ông Dưỡng phía bên vợ nhà chứ không phải là bên nhà mình đâu. Thì tại vì cái đôi chân của ổng là từ nhỏ tới lớn là không có mang dép hăng. Ok các bạn, mình đã đi được qua tới ngay chỗ bóng mát nè, cây cầu các bạn cũng đi thấy rồi. Giờ qua đây nghỉ mệt tí xíu bắt đầu mới đi tiếp chứ nóng quá trời nóng. Còn đây là cái tòa nhà, cái nhà này mà nghe nói ngoài Hà Nội cũng có một cái nữa, mà nghe nói là cái này người ta nói xây lớn hơn cái ngoài Hà Nội luôn á. Mình cũng nghe nói thôi chứ mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Còn đây, mời các bạn coi bàn chân sắt nha. Ok, đây, mời các bạn coi. Cái năm mình về thì mình thấy dựng út như vậy thì mình có mua đôi dép, mình gửi về cho ông Dượng mang thử, mà ông Dượng nó mang không được tại vì cái chân nó đi vậy quen à, cho nên ông không có mang được, tại vì mang đi nó cứ bị lật luôn, bị té luôn, cho nên là ông không có mang, nhưng mà ông để ông giữ lại ông làm kỷ niệm. Mình cũng không biết làm sao có thể mang được đôi giày mà Dưỡng nói thôi, hồi xưa hồi nhỏ tới giày quen rồi con. Ok, còn đây là cái trong có tiệm mà mình hôm nay mình đi mình thấy khoảng 2-30 người trong đây à.
các bạn. Còn đây là cái nghe nói đây là cái nhà hàng hồi xưa, cái nhà hàng nó nằm ở ngoài đó nha các bạn. Mình về đây có rất là nhiều lần lắm rồi, mà mình cũng dự định đi đây coi cho biết mà chưa bao giờ đi. Đây là kỳ rồi mình về, gia đình nhỏ bé của mình về và mình đã đi tới đây tham quan coi cái cột mốc ở Cà Mau như thế nào các bạn. Thôi bây giờ bắt đầu lên xe chuẩn bị đi về. Ông tiên của tôi vô lấy đồ bây giờ ra lên xe về. Trên đường đi như vậy nè các bạn, thì đường này thì nó rất là vắng nha các bạn. Mình nghĩ nếu mà đi ban ngày thì có thể đi, chứ đi ban đêm chắc cũng ớn lắm các bạn ơi. Tại vì có khúc á nó không có nhà, không có cửa, mà ý mà ban ngày nha, chạy có nhiều khi chạy không thấy xe đâu hết, mà cũng không thấy nhà đâu hết, có khúc rất là ớn. Cho nên nếu mà đường này mà kêu mình đi lái xe đi ban đêm, mình đi xe hơi mình cũng dám đi đâu. Ok thôi, mình cũng đã về gần sắp tới nhà rồi. Mời các bạn coi về nhà có tiệc nho nhỏ ha. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.